Thưa quý vị, Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang vừa tổ chức hội nghị đối thoại với các tổ chức tín dụng, ngân hàng, bán đấu giá năm 2023. Mục đích nhằm lắng nghe ý kiến trong việc phối hợp xem xét giải quyết vụ việc. 40 ngân hàng, 12 quỹ tín dụng, 10 tổ chức bán đấu giá cùng chi cục thi hành án dân sự 11 quyện thị xã thành phố tham dự hội nghị. Năm qua, công tác thi hành án dân sự hành chính được sự quan tâm của các ngành và địa phương đã tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án hình sự, tham nhũng, kinh tế, thực hiện một số chính sách xử lý nợ xấu, xử lý đảm bảo các khoản nợ xấu của các tổ chức tín dụng, ngân hàng trên địa bàn tỉnh. Năm 2023, số việc phải thi hành là 1.174 việc, tương ứng số tiền 2.467 tỷ đồng, chiếm 5,9% về việc và 50,08% về tiền so số phải thi hành. Cơ quan thi hành án dân sự tỉnh đã thi hành 90 việc với số tiền 101,3 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 11,89% về việc và 11,75% về tiền, giảm 7,05% về việc và giảm 23,76% về tiền so năm 2022. Tại buổi đối thoại, các tổ chức tín dụng, ngân hàng trong tỉnh đề nghị xem xét chấp nhận cho đơn vị được chọn lựa đơn vị đấu giá. Lãnh đạo thi hành án dân sự tỉnh An Giang cần chỉ đạo chấp hành viên thực hiện vụ việc đúng theo quy định. Đặc biệt, đề nghị cơ quan thi hành án dân sự thực hiện và làm tốt việc phối hợp trong đo đạc sự việc liên quan với văn phòng đăng ký đất đai. Cục trưởng thi hành án dân sự tỉnh Lê Trung Hiếu đã ghi nhận tất cả ý kiến đóng góp, qua đó khẳng định sẽ cùng ban lãnh đạo thi hành án dân sự kiểm tra, chấn chỉnh đối với những vấn đề chưa đảm bảo theo quy định, vụ việc còn chậm thi hành mà chưa báo cáo, đồng thời phối hợp tổ chức, cơ quan chức năng, bàn bạc, trao đổi, tìm phương pháp giải quyết phù hợp, nhanh chóng, xử lý nghiêm người thực hiện vụ việc vi phạm pháp luật.